Hello, xin chào quý vị và các bạn, cô bác. Thì ở đây mình có một số dòng xe côn tay sẵn trên đây, trên kệ của xe cũ hay bánh chấm VN, có địa chỉ tại 309 Vườn Lài. Trong đây mình có ba con Winner X, con màu đỏ, và đặc biệt là con màu đỏ phiên bản đặc biệt này, con màu xanh đen, và thêm một em S-Center nữa. Thì nhân vật chính của clip hôm nay sẽ là em này. Mình thử nói về em này nguyên bản Winner X, phiên bản đặc biệt, có odo là 2008, đăng ký lần đầu là 2021 luôn ha. Giá thành cực kỳ dễ chơi và dễ chịu, 37.500.000. Giá thành luôn được update trên website xe cũ hay bánh.vn ha, luôn được update trên website xe cũ hay bánh.vn là một thành viên của shop hay bánh.vn đó, cho nên anh em cứ lên trên web đó mà xem những cái giá xe mình luôn update trực tiếp trên đó. Rồi odo có odo có, giá thành có, đăng ký lần đầu có, màu sắc, nói chung là rất nhiều mẫu mã. Mình không thích xe nào thì mình cứ lấy xe đó về, rồi xong có đủ tiền thì mình mua thẳng, còn không đủ tiền thì mình góp. Thì ở đây bên mình sẽ góp trả trước 40% hoặc là được vay tối đa 40 triệu ha. Với con này là 37.500.000 thì cực kỳ dễ chơi rồi. Giá thành trong hết dắt ra thì em này được rất là nhiều lợi khi mà mình lấy. Thì đây mình có luôn cặp kính zin, nó còn luôn cặp kính zin của Winner, và chìa khóa hai chìa. Thì cái odo đi á, nhiều khi anh em xem xe cũng cần xem cái này đó, cái chìa khóa mà nó còn mới vậy nè, là mình sẽ biết được cái odo nó mới ha, chìa khóa còn mới vậy biết odo mới, còn chìa khóa mà nó đã mờ mờ rồi thì nó lại khác nha anh em. Con này là một con nguyên bản thì nói chung không có gì để nói, nào là vỏ zin, nhông sinh dĩa zin, sơn chưa tăng nhiều ha, vỏ nó vỏ zin luôn, vỏ zin trước sau nó, rồi cái gác chân này nó chưa có bị xét nhiều, đó là những cái biểu hiện cho biết được cái xe này đi rất là ít. Ngoài ra thì máy móc bên mình đảm bảo máy móc zin, bảo hành xe máy móc 3 tháng và được tặng một gói bảo dưỡng cho xe số là 250 và xe ga là 300. Những điều ưu đãi đặc biệt của shop hai bánh mà không có một cái đại lý nào mua bán xe cũ mà có được anh em ha. Rồi thì mình nói sơ về em này một xíu, ngoài những cái gì mình vừa mới nói, vỏ còn đẹp luôn nè, vỏ đẹp ha, vỏ đẹp, dàn trên dàn ngoài dàn áo chưa trầy, xi nhan zin luôn. Xi nhan này nói chung nếu mà anh em về chơi Winner X thì đều biết thích dòng xe này, côn tay thể thao 6 số, nhưng mà điểm yếu hai này thì bên shop mình có những dòng xi nhan ngắn lại cái hạn giống con này hoặc là giống con này, nó để anh em có thể thay thế vô để nó không có bị vướng víu ha. Đó là bên shop hai bánh, bên dịch vụ shop hai bánh. Nó quay xích xíu vô máy, cái máy cực kỳ đẹp nha anh em, vàng nhôm của máy rất là sáng, nó không có bị ố nhiều, nếu mà xe đi nhiều nó sẽ ố. Thì anh em thích xe thể thao côn tay mình có thể chọn những dòng ở đây trên website xe cũ hay bánh.vn đều có giá sẵn, mình có thể chọn qua. Ví dụ như em này odo 4.000, đăng ký đầu 2020 thì nó có 32 triệu, hoặc là em này đó, em này là đăng ký 2019, odo là 19.500, giá 30 triệu thôi. Winner X dễ chơi ha, những dòng Winner X thì dài thể thao của hãng Honda luôn, 6 số 150 đó. Ngoài ra những con xe này thì bên mình còn rất nhiều dòng xe khác như là SH Alux, SH Mod hoặc là Leader, Vario, AB Vision. Nhanh tay nha anh em, các mẫu ở phía sau bắt đầu nó vơi bớt, và bên shop mình sẽ ngày càng cố gắng đưa thật là nhiều xe lên, nhiều lựa chọn cho khách hàng để mà mình có thể lựa chọn thích em nào bốc em đó, thiếu tiền thì góp. Thì hồ sơ góp mình rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân, không cần chứng minh thu nhập ha, không cần chứng minh thu nhập, lấy xe sau 15 phút về rồi xong, có xe mới chạy. Mình sẽ nói sơ về những xe côn vậy thôi, hôm nào anh em nào cần thêm biết thêm, cần tìm hiểu về thêm những cái dòng xe mà hiện đang có trên kệ của xe cũ hay bánh.vn thì mình cứ comment phía dưới để cho mình có thể, anh em cứ comment phía dưới để cho mình có thể phục vụ anh em tốt hơn về con xe nó có những cái điểm gì đẹp để mình có thể lựa chọn ha. Cứ comment anh Nhật ơi, chiếc AB màu xanh anh thấy nó cái màu đẹp quá, nhưng mà không biết quay cận cảnh như thế nào tại anh không có thời gian. Ok, em sẽ quay cận cảnh con đó cho các bạn, cho quý vị ha. Nếu mà quý vị có yêu cầu mình sẽ quay cận cảnh những con xe mà quý vị comment lên đó, mình sẽ làm hết.
Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop 2 bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.